Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Quý Mùi, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý, và hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như là giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành niên mệnh Dương Liễu Mộc, ngày Quý Mùi, tức chi khắc với can, có nghĩa là thổ khắc với thủy, và hôm nay là ngày hung các bạn nhé. Về nạp âm Dương Liễu Mộc, Kỷ Tuổi, Đinh Sửu, Tân Sửu, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi, thành mộc cục, xung với Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày bao gồm tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Tuổi xung trong tháng tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao Sinh Khí, tốt mọi việc, nhất là xây dựng về nhà cửa, tu tạo, động thổ man nền và trồng cây. Sao Địa Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương. Sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc. Sao Âm Đức, tốt mọi việc. Sao Đại Hồng Sa, tốt mọi việc. Sao Kim Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Về các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao Thủ Tử, xấu mọi việc, trừ săn bắt tốt. Sao Hoang Vu, xấu mọi việc. Sao Nhân Cách, xấu đối với giá thú, khởi tạo. Sao Tứ Thời Cô Cỏ, kỵ cái việc cưới hỏi các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Tây Bắc. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này do phải chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại gây ra. Vì vậy mà bạn tuổi Tý bạn thường hay nóng nảy và cáu kỉnh lắm. Bạn tuổi Tý bạn mệnh có nhiều cái suy nghĩ cực đoan và chẳng muốn nghe theo ai, chỉ thích làm theo ý của mình đó bạn tuổi Tý nhé. Cũng chính vì cái tính này của bản mệnh tuổi Tý cho nên trong ngày này dễ gặp phải cái rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra cho bạn. Và bạn tuổi Tý bạn hãy chú ý trong mọi việc, một khi đã bắt tay vào làm thì không được lơ là, mất tập trung, kéo lại tạo cái kẻ hở cho những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng và hãm hại bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày này không được mấy tốt đẹp nhé. Bạn tuổi Tý, cái mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không được mấy bình yên. Và bạn tuổi Tý, bạn cần phải bớt chút thời gian trong sự nghiệp để lắng nghe và chia sẻ tâm sự với người ấy. Có như vậy thì vợ chồng mới thêm phần thấu hiểu được nhau bạn tuổi Tý nhé.
Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tính tình cáu kỉnh. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, đắc tội với tiểu nhân. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, làm việc cẩn thận. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, học cách lắng nghe. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, cần quan tâm gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang chịu tác động của ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên cái vận trình sự nghiệp của bạn tuổi Sửu không được tốt cho lắm nhá. Bạn tuổi Sửu, bạn mệnh quá tự tin vào cái năng lực của bản thân mình, thành ra thích thể hiện, và cái chuyện này sẽ khiến cho bạn tuổi Sửu phải gặp đủ những cái vấn đề rắc rối khác nhau trong ngày. Bạn tuổi Sửu, bạn hãy cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định nào trong ngày, tránh cái tình trạng nóng vội, bốc đồng, vừa khiến cho người khác có cái ấn tượng xấu về bạn mà có thể làm phiền người khác, khắc phục cái hậu quả giúp cho mình nữa đó bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này đang làm cho bạn tuổi Sửu có những cái suy nghĩ quá cứng nhắc và rập khuôn. Cái việc này sẽ tác động không tốt đến cái vận trình sự nghiệp của bạn. Bạn tuổi Sửu, bạn cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và học cách làm quen với những cái mới. Có như vậy, bạn mới bắt kịp được với mọi người đó bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, quá mức tự tin. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, thích thể hiện. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, gặp nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, quyết định bốc đồng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, suy nghĩ cứng nhắc. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp được chính quan chiếu mệnh. Đây là cái dấu hiệu rất chi là tốt lành cho sự nghiệp của bạn tuổi Dần trong ngày này nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn nhận được cái sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, đồng thời dễ dàng tìm được cái cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình nữa rồi. Trong ngày này đối với bạn tuổi Dần, nhờ có cái sự chăm chỉ, nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao mà bạn tuổi Dần thường gặt hái được những cái thành quả rất đáng ngưỡng mộ luôn nhá. Bạn tuổi Dần, bạn hãy phát huy cái điểm mạnh của bản thân mình, tương lai ắt hẳn bạn sẽ được bước lên cái vị trí cao hơn nữa. Và trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Đáng tiếc là về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Dần với nửa kia không được như ý muốn. Bạn tuổi Dần, bạn mệnh thường mang những cái chuyện không như ý ngoài xã hội, về nhà, to tiếng với nửa kia. Và cái điều này gây ảnh hưởng xấu tới cái bầu không khí gia đình nữa đó bạn tuổi Dần nhá. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, đồng nghiệp tin tưởng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, làm việc chăm chỉ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ, phát huy điểm mạnh. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc,
vợ chồng bất hòa, tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim thay đổi tính xấu đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi, cho nên công việc của bạn tuổi Mão đang tiến triển rất chi là thuận lợi. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi Mão muốn lập ra những cái kế hoạch thực tế thì bạn cần phải đánh giá chính xác cái năng lực của bản thân mình, bạn tuổi Mão nhé. Và bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định nào quan trọng thì tốt nhất bạn mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh thật nhiều. Mọi người sẽ giúp cho bạn đưa ra những cái gợi ý đúng đắn và những cái hướng đi mới mẻ hơn nhiều so với cái sự tưởng tượng của bạn đó, bạn tuổi Mão nhé. Tuy nhiên trong ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này khuyên bạn tuổi Mão, bạn cần phải có cái thái độ cẩn trọng khi giao tiếp với cấp trên, dù cho bạn có đồng tình với cái quan điểm của cấp trên hay là không thì cũng nên trò chuyện một cách khiêm tốn và nhún nhường một chút, bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, suy nghĩ thực tế. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, lập ra kế hoạch. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, lắng nghe người khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, chú ý khi giao tiếp. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, xích mích với cấp trên luận. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Thìn về cái phương diện sự nghiệp của bạn lại không được mấy may mắn cho lắm nhá. Và bạn tuổi Thìn, bạn có thể sẽ phải chịu cái sự nghi ngờ gièm pha từ những người xung quanh, và bạn hãy dùng cái thực tế để chứng minh bản thân mình, chứ đừng có lý thuyết suông, không mang lại nhiều tác dụng cho bạn đâu đó, bạn tuổi Thìn nhé. Và bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi đưa ra bất kỳ cái quyết định quan trọng nào. Chẳng phải ngẫu nhiên khi kế hoạch của bạn lại phải nhận nhiều cái sự phản đối như vậy. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn, bạn cần phải xét lại tất cả những cái yếu tố khiến cho bạn đưa ra quyết định trên, bạn tuổi Thìn nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ vượng. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Thìn, bạn cần phải chú ý đến cái tình hình sức khỏe của bản thân mình. Không nên vì công việc quá vất vả mà coi thường những cái dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Và bạn tuổi Thìn, nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi thì bạn cần phải nghỉ ngơi hoặc là đi khám bác sĩ càng thốn càng sớm càng tốt, bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, chịu sự gièm pha. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, không được ủng hộ. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, chú ý sức khỏe. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, xem lại bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, cân nhắc kỹ càng. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao,
tình cảm 4 sao. Quân số may mắn số 1, số 5. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tỵ và nửa kia đang tiến triển rất chi là tốt đẹp. Đôi bên thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện, cho nên với bạn tuổi Tỵ có thể đoán được cái suy nghĩ của nửa kia ngay cả khi người ta chưa lên tiếng nữa đối với bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, những bạn đang còn độc thân thì cũng có thể nhận được nhiều cái sự quan tâm của người khác phái. Và bạn tuổi Tỵ nếu có ấn tượng tốt với ai thì có thể bạn nên chủ động liên lạc với người đó. Rất có thể đó chính là người gắn bó với bạn về sau này nữa đó bạn tuổi Tỵ nhé. Và trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn phù trợ. Cho nên cái phương diện sự nghiệp của bạn mệnh tuổi Tỵ đang có được những cái điểm sáng rất chi là rõ nét nhé. Bạn tuổi Tỵ, bạn khẳng định được cái khả năng của bản thân mình và nhận được cái sự tán thưởng của đồng nghiệp cấp trên khen ngợi nữa đoạn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy đề ra những cái kế hoạch phát triển tiếp theo cho mình để làm cho cái phương diện sự nghiệp của mình được phát triển, được thăng tiến hơn nữa nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, vợ chồng hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, thấu hiểu nửa kia. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, sự nghiệp phát triển. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, được quan tâm. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, nhân duyên tốt đẹp. Đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 6. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên hôm nay với bạn tuổi Ngọ là một ngày rất chi là thích hợp để cho bạn đầu tư làm ăn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh có thể tìm được những cái mối đầu tư đáng giá nhờ có cái khả năng đánh giá chuẩn xác và cái tầm nhìn xa trông rộng ở bạn, chắc chắn sẽ thu được cái lợi nhuận trong tương lai cho bạn với bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng rất chi là hài hòa, do bạn là người nhiệt tình và hào hiệp và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nữa. Những người đã được bạn tuổi Ngọ giúp đỡ trong cái thời điểm này chắc hẳn sẽ đem lại cho bạn nhiều cái lợi ích trong tương lai lắm rồi. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ luôn tìm cách thấu hiểu con cái của mình. Đôi bên hãy tăng cường cái sự giao lưu, dù con cái có làm cái điều gì không đúng ý bạn thì bạn cũng nên tìm hiểu cái lý do, chứ không nên la mắng, ép buộc bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Ngọ rất thích hợp cho cái việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, xuất hành, gặp được quý nhân, công việc thuận lợi, buôn bán hay là ký kết hợp đồng cũng rất may mắn bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, thích hợp làm ăn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, nhận được lời lãi.
tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, xã giao thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, được giúp đỡ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, thấu hiểu con cái đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn phải trải qua một ngày không được mấy thuận lợi với mình nhé. Và bạn tuổi Mùi dù phải chịu tác động xấu của tỵ kim chiếu mệnh, cho nên dễ vướng phải những cái vụ tranh chấp quyền lợi giữa đồng nghiệp với nhau. Và tốt nhất là bạn tuổi Mùi, bạn nên tránh cái sự tham dự vào những cái phi vụ như thế này nhé. Trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi Mùi, bạn mệnh là người dũng cảm và kiên định. Bạn luôn đặt ra những cái kế hoạch phấn đấu rõ ràng cho mình. Nhưng đôi khi bạn lại cảm thấy mình là một người cô đơn và không có ai thực sự hiểu được mình. Và bạn tuổi Mùi, cái điều này bạn cần phải mở rộng lòng mình và trò chuyện với nhiều người hơn nữa bạn tuổi Mùi nhé. Và trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn đang có cái ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Hai cái hướng này sẽ làm cho công việc của bạn được thuận lợi và có thêm được cái nguồn thu cho bạn nữa. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, đồng nghiệp tranh chấp. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy nên đứng ngoài cuộc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, khó hòa nhập. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, hãy cởi mở hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, kiên trì với mục tiêu nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cho nên nếu như bạn tuổi Thân chưa tìm được nửa kia của mình thì trong ngày này bạn trở nên rất chi là vượng vận về đào hoa nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn mệnh dễ dàng thu hút được cái ánh nhìn của những người khác giới. Và nếu có thể thì bạn nên mở rộng cái mối quan hệ, mở rộng lòng mình thì bạn sẽ tìm được người ưng ý ngay trong ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên, trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì cần phải giữ cái khoảng cách với những người đang có cái ý định gần gũi với mình nhé. Và bạn tuổi Thân, nếu như bạn ứng xử không khéo léo thì rất có thể bạn để cho cái việc này gây ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình nữa rồi. Còn về cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này khuyên bạn mệnh tuổi Thân nên kiềm chế lại cái tính hiếu thắng của bản thân mình, bởi không phải cứ bao giờ hơn thua nhau trong sự nghiệp cũng đem lại cho bạn cái lợi ích đâu. Và đôi khi bạn tuổi Thân, bạn cũng phải nên thỏa hiệp với cái điều mà mình không mong muốn nhá. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, vượng vận về đào hoa. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, biết giữ khoảng cách. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, quan tâm gia đình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, bạn tính hiếu thắng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, học cách thỏa hiệp. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao,
tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thực thần giúp đỡ, cho nên với bạn tuổi Dậu sẽ gặp may mắn trên cái con đường tìm kiếm tài lộc cho mình trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Dậu sau một cái khoảng thời gian dài, những bạn kinh doanh, buôn bán hãy sẵn sàng đón nhận một cái khoản lãi lời rất chi là khủng với mình luôn nữa đó. Bạn mệnh tuổi Dậu trong ngày này, bạn cũng đang có được cái tính ôn hòa và rộng rãi với mọi người. Vì vậy mà bạn được rất nhiều người yêu mến luôn nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi Dậu, bạn cũng không nhất thiết phải tọa vẽ thân thiết với những kẻ khó ưa gì. Nếu không, người ta lại cho bạn rằng bạn đang có cái sự giả tạo được. Và ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Dậu và nửa kia rất chi là tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và trò chuyện với nhau mỗi ngày, và bạn tin tưởng vào cái nửa kia của mình, cho nên mỗi khi có cái vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra cái quyết định cuối cùng nữa rồi đó bạn tuổi Dậu nhá. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, làm ăn có lãi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, cởi mở với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, thích hợp đầu tư. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tình cảm tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, tin tưởng nửa kia nhá. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên với bạn tuổi Tuất, bạn trở nên quá chi là thẳng thắn và bạn đang nghĩ gì nói nấy mà không suy nghĩ đến cái cảm nhận của mọi người. Cái điều này làm cho bạn rất dễ mất lòng người khác đó bạn nhé. Đồng thời cái điều này khiến cho chính bản thân của bạn tuổi Tuất vướng phải nhiều cái rắc rối trong ngày nữa đó. Và bạn tuổi Tuất trong ngày này, công việc của bản mệnh cũng dễ gặp phải trở ngại nếu như bạn không suy nghĩ trước khi đưa ra cái quyết định, hoặc là không đánh giá đúng cái khả năng, cái năng lực của mình nữa. Trong những lúc gặp khó khăn, bạn tuổi Tuất, bạn không nên quá căng thẳng và áp lực. Cái điều bạn cần phải làm đó là cần phải bình tĩnh suy nghĩ cái phương án giải quyết sao cho thật phù hợp bạn tuổi Tuất nhé. Và trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thổ vượng. Cái điều này cho thấy nhiều khi bạn tuổi Tuất đang có cái sự cố chấp với những cái suy nghĩ của mình và khiến cho những cái việc rất chi là đơn giản lại trở thành ra phức tạp. Và bạn tuổi Tuất, bạn hãy quan sát vấn đề dưới một cái góc độ khác, bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên rất chi là dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, quá mức thẳng thắn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, dễ tổn thương người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, suy nghĩ cố chấp. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, phức tạp hóa vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, không nên căng thẳng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ,
màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cho nên cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Hợi và những người trong gia đình không được như ý nhé. Bạn tuổi Hợi, bản mệnh có thể cảm thấy mình trở nên lạc lõng trong gia đình vì không nhận được cái sự ủng hộ của bất kỳ ai. Thay vì thất vọng, bạn hãy dành thời gian để xem xét lại những cái kế hoạch của mình đã đưa ra đi bạn tuổi Hợi nhé. Trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi Hợi, cái mối quan hệ giữa bạn với nửa kia cũng không được mấy êm đẹp vì đôi bên không biết cách thông cảm cho nhau, dễ để xảy ra chiến tranh lạnh lắm được. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy để cho cả hai đều cần phải bình tĩnh rồi ngồi lại nói chuyện để tháo gỡ mọi cái vấn đề. Vợ chồng không nên nghĩ đến cái chuyện thắng thua bạn tuổi Hợi nhé. May mắn là về cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Hợi, trong ngày thứ tư này, bản mệnh lại giành được những cái bước tiến rất đáng ngưỡng mộ luôn. Chính quan chiếu mệnh, cái điều này cho thấy công sức từ trước đến nay của bạn tuổi Hợi đã nhận được cái sự đền đáp xứng đáng nữa rồi. Và bạn tuổi Hợi, bạn có được cái cơ hội thăng quan tiến chức trong nay mai nữa đó bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa không được ủng hộ, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ cảm thấy lạc lõng, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc suy nghĩ cẩn thận, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim vợ chồng chiến tranh lành, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy sự nghiệp phát triển nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào.